đã có rất nhiều tỷ phú gốc Việt làm mưa làm gió trên đất Mỹ vì sự giàu có, giỏi giang cùng những thương vụ làm ăn đình đám. Có người sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ đô ở tuổi 48, từng khiến Donald Trump nóng mặt và được giới tài chính Mỹ đặt cho biệt danh người đàn ông đáng gờm của phố Wall. Lại có người từ một cậu bé Việt ở đợ hóa thành ông vua ngành nail trên đất Mỹ, kiếm 500 triệu đô la mỗi năm nhờ 1.000 tiệm nail phủ khắp xứ cờ hoa, ghi danh tên mình vào danh sách các tỷ phú người Việt giàu nhất nước Mỹ. Vậy hành trình vươn lên kỳ diệu từ nơi đất khách quê người và gây dựng một đế chế đỉnh cao của họ như thế nào? Hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá trong video ngày hôm nay nhé, thưa quý vị! Một, chính chu, tỷ phú gốc Việt khiến tài phiệt Mỹ chấn động. Trong giới kinh doanh, không thể không nhắc đến cái tên chính chu, cựu giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone và là ông trùm khiến Tổng thống Donald Trump nóng mặt bởi nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập tại phố Wall. Theo The Richest, ước tính tài sản của chính chu đã đạt 1,5 tỷ đô. Tên tuổi của ông chỉ vượt ra khỏi phố Wall và lan nhanh ra toàn thế giới vào năm 2007, khi ông từng khiến tỷ phú và sau này là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump nóng mặt khi chi tới 34,5 triệu đô, tương đương với 870 tỷ, để mua lại toàn bộ tầng 89 và một nửa tầng 90 của tòa tháp Trump Wall Tower. Chính chu đã cố gắng mua lại nốt nửa còn lại của tầng 90 nhưng không được vì không đạt được thỏa thuận chứ không phải không đủ tiền. Ngay sau đó, ông đã bỏ thêm 5 triệu đô nhằm cơi nới không gian trên mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên tới 39,3 triệu. Trump Wall Tower là tòa nhà dân sinh cao nhất thế giới, nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố New York, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hy Lạp Kostas Kodilis, cao 861 mét gồm 90 tầng. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu, với tầm nhìn đối diện là trụ sở Liên Hợp Quốc, được xây dựng từ năm 1999 đến 2001. Căn penthouse của ông chính chu rộng gần 1.400 m2, chứa tổng cộng 34 căn phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm, là một cực phẩm hiếm có của tòa nhà này và là một trong những căn penthouse đắt giá nhất nước Mỹ. Để có được những thành công rực rỡ như vậy, quá khứ của ông đã phải trải qua không dưới 15 lần thất bại từ khi còn tay trắng. Chính những bài học đắt giá đó đã rèn luyện nên đức tính nhẫn nại hơn người, nền tảng để ông có thể thành công được sau này. Gã sinh viên nghèo 15 lần thất bại. Chính chu sinh ngày 10 tháng 7 năm 1966 tại miền Nam Việt Nam trong một gia đình có 6 anh em. Năm 1975, cả gia đình ông đã định cư tại Hoa Kỳ, cụ thể là Hawaii, với vốn liếng chỉ vài trăm đô. Như tất cả các gia đình Việt Nam nhập cư tại Mỹ thời đó, cuộc sống của ông và các anh chị em của mình không hề sung túc. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé chính chu đã bị cuốn hút bởi thế giới tài chính, nên ông thường tìm đọc sách về kinh tế và kinh doanh khi rảnh rỗi. Lúc còn là học sinh và sinh viên, ông từng làm thêm bằng cách bán sách tới tận các trường đại học cho công ty Southwestern CEO là nhân viên tiếp thị qua điện thoại, gây quỹ cho UB. Năm 1988, ông tốt nghiệp cử nhân tài chính Đại học Buffalo, một ngôi trường không mấy danh tiếng tại New York, Mỹ. Hậu quả, 15 lá đơn xin việc của ông đều bị từ chối. Tuy nhiên, những thất bại đầu đời không khiến ông chính chu lùi bước, thậm chí nó còn khiến ông càng nung nấu quyết tâm thành công hơn ở lĩnh vực tài chính, ngành nghề mà nhiều người cho rằng rất khắc nghiệt và phức tạp. Ông từng chia sẻ, trong cuộc sống, bạn cần có tính kiên trì để theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, cũng trong năm 1988, ông may mắn được nhận vào làm tại bộ phận mua bán và sáp nhập của công ty Salomon Brothers, một ngân hàng đa quốc gia có trụ sở đặt tại New York. Ngay khi được nhận vào việc, lò luyện chuyên gia này đã ngay lập tức nâng bước giúp chính chu lên mây. Năm 1990, cơ hội đã đưa chính chu đến với lĩnh vực tài chính yêu thích. Sau khi tích lũy được những kinh nghiệm quý giá từ lò đào tạo chuyên gia này, chính chu bắt đầu gây được tiếng vang trên thị trường tài chính và được chiêu mộ về làm việc bởi Blackstone. Ở tuổi 33, sau 10 năm cống hiến và chứng tỏ được bản thân, chính chu được Blackstone bổ nhiệm làm chuyên viên đầu tư cao cấp của quỹ này. Tuần tự nhi tiến, sau đó ông còn leo lên chức vụ giám đốc điều hành cấp cao. Chu có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính, lĩnh vực mà để thành công đòi hỏi phải là người giỏi và có tài năng nổi trội. James Barlett, tập đoàn Teletech nhận định, chính từ đây, sự nghiệp của vị tài phiệt họ chu bắt đầu nảy nở. Cái đầu thính nhạy của chính chu đã thực sự trở thành mỏ vàng của tập đoàn Blackstone khi ông đã hoàn thành xuất sắc nhiều thương vụ đầu tư đình đám, sinh lãi hàng tỷ đô la Mỹ. Có thể kể đến như thương vụ hợp vốn mua hãng dược Nicomed và Catalent Pharma Solutions 3,3 tỷ đô, công ty hóa chất Ondeonanco 4,2 tỷ đô, công ty chỉnh hình DJ Orthopedics 1,6 tỷ đô, thâu tóm công ty về hệ thống dữ liệu SunGard Data System Inc. với giá 11 tỷ đô. Năm 2004, Blackstone thực hiện vụ mua lại lớn nhất lịch sử châu Âu
khi nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tập đoàn hóa chất Celanese nổi tiếng của Đức với giá chỉ 3,8 tỷ đô, chỉ sau vài cú điện thoại, nhờ những nỗ lực thương thảo và hiểu biết của vị tỷ phú gốc Việt. Những thương vụ thôn tính này chính là dấu son khẳng định cho tài năng của Chính Chu và giúp ông từng bước leo lên vị trí điều hành cấp cao của tập đoàn tài chính nằm trong top đầu thế giới. Báo chí Mỹ đã gọi Chính Chu là người đàn ông đáng gờm. Biệt tài mà mọi người nhớ đến ông chính là khả năng đạo diễn hàng loạt vụ thương thuyết. Thậm chí người ta còn nói rằng không có thương vụ nào tuột được khỏi tay Chính Chu. Tuy nhiên, vào năm 2013, Chính Chu từng khiến nước Mỹ xôn xao với vụ giới đầu cơ tranh nhau quyền kiểm soát tập đoàn máy tính Dell, thương vụ nổi tiếng bởi bản hợp đồng có giá trị lên đến 25 tỷ đô và có bàn tay đạo diễn của Chính Chu là một trong hai viên tướng được Blackstone giao trọng trách đàm phán nhằm mua lại hãng máy tính đình đám này. Nhưng cuối cùng, hãng đã rút khỏi thương vụ này sau những toan tính của Chính Chu nhằm loại bỏ bất thành nhà sáng lập Michael Dell. Dù thương vụ bất thành, nhưng sự quyết đoán của Chính Chu khi nâng lên được, bỏ xuống được đã khiến cả phố Wall phải kiêng dè. Dưới thời Chính Chu, Blackstone còn chi 26 tỷ đô mua lại một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới Hilton với những khu nghỉ dưỡng trong mơ Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York. Quỹ Blackstone được thành lập năm 1985 bởi Swagman và Peter G. Peterson. Năm 2010, Chính Chu xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt của Trung tâm Thúy Nga qua chương trình Paris by Night 99 Tôi là người Việt Nam. 5 năm sau đó, năm 2015, tỷ phú Chính Chu rời Blackstone vì muốn khám phá những thách thức mới nhưng không rời phố Wall. Ông cùng Douglas Newton và Jason Giordano, những nhà đầu tư danh tiếng khác ở phố Wall, đã thành lập quỹ đầu tư tư nhân mang tên CC Capital. Bản thân ông giữ chức vụ giám đốc điều hành cấp cao của quỹ này. Trong vài năm cuối thập niên 2010, phố Wall rộ lên phong trào thành lập SPAC, công ty mua lại mục đích đặc biệt Special Purpose Acquisition Company, SPAC, là các công ty rỗng, không có hoạt động thương mại nào. Mục đích duy nhất của SPAC là huy động vốn thông qua IPO để hợp nhất hoặc mua lại một công ty khác và đưa công ty đó lên sàn. Thông thường, SPAC được tạo ra hoặc được tài trợ bởi một nhóm nhà đầu tư tổ chức. Trong tất cả, CC Capital là doanh nghiệp tích cực nhất trong xu hướng này. Kể từ năm 2016 đến nay, CC Capital và ông Chính Chu đã huy động được 5 SPAC. Đầu tiên là CF Corp, công ty đã huy động thành công 1,2 tỷ đô mua lại công ty bảo hiểm Fidelity and Security Life. Công ty thứ hai Collier Creek Holdings đã huy động 475 triệu đô mua lại một công ty tiêu dùng. Và công ty thứ ba CC Neuberger đã huy động 414 triệu đô cho mục đích mua lại nhiều doanh nghiệp tài chính, công nghệ và dịch vụ kinh doanh. Ngoài thành lập các SPAC, tỷ phú Chính Chu CC Capital đã dẫn đầu giao dịch tư nhân 7,1 tỷ đô của Dun & Bradstreet vào năm 2019 và thương vụ Morningside vào năm 2021. Hiện Chính Chu còn giữ vai trò thành viên ban lãnh đạo và cố vấn của các công ty Vacas.com, Catalan Pharma Solution, Kronos, Helmarkis, Freescale, Semiconductor, NCA, Biomid. Ông cũng nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty E2Open, một doanh nghiệp chuyên cung cấp phần mềm kết nối dữ liệu đám mây cho các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Năm 2021, E2Open nằm trong top 100 những nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu cho ngành logistics. Vào tháng 5 năm 2021, E2Open đã mua lại công ty phần mềm BlueJay Solution Ltd. với giá trị giao dịch lên tới 1,7 tỷ đô. Chuyện ít biết về cuộc hôn nhân của Hà Phương với tỷ phú gốc Việt giàu nhất ở Mỹ. Về mặt đời tư, với độ phủ sóng của mình trên khắp mặt báo và là lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn khủng, Chính Chu từng là người đàn ông giàu có được tìm đến bởi nhiều bóng hồng trên đất Mỹ. Thế nhưng cuối cùng, ông lại chọn và yêu ca sĩ Hà Phương, một ca sĩ gốc Việt sinh năm 1972 và là giọng ca nổi tiếng cùng thời với chị gái ruột là ca sĩ Cẩm Ly, em gái Minh Tuyết. Những năm 90, Hà Phương là ca sĩ nổi tiếng với người dân Sài Gòn. Chất giọng ngọt ngào đặc trưng của cô đã chinh phục được trái tim của bao thế hệ từ già đến trẻ lúc bấy giờ. Khác với hai người chị em là Cẩm Ly và Minh Tuyết, Hà Phương theo đuổi dòng nhạc dân ca trữ tình. Những ca khúc gắn liền với Hà Phương không thể không kể đến Chiếc Xuồng, Hoa Cau Vườn Trầu, Tát Nước Đầu Đình, Em Đi Trên Cỏ Non. Cả ba chị em đều là ca sĩ, nhưng ít khi họ hợp tác cùng nhau. MV duy nhất ba người hợp tác với nhau đó là Lý Cây Đa, Lý Mười Thương. Đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, năm 2000, Hà Phương bất ngờ sang Mỹ và kết hôn với doanh nhân Chính Chu. Cô đã gác lại sự nghiệp kể từ ngày lấy chồng. Ca sĩ từng từ bỏ bản kế hoạch chi tiết xây dựng hình ảnh nghệ sĩ châu Á làm việc ở Hollywood trong 5 năm để chọn làm vợ, làm mẹ. Cùng với việc hoàn thành tốt vai trò ở trong gia đình, tại đây cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật tại các đơn vị âm nhạc ở hải ngoại
trong đó có 3 đơn vị cố gắn bó sâu sắc, đó là Trung tâm Thế giới Nghệ thuật, Trung tâm Asia, Trung tâm Thúy Nga. Hà Phương cũng thường xuyên có chuyến biểu diễn tại Mỹ, Đức, Anh cho bà con Việt kiều xa quê. Hơn 20 năm xây dựng tổ ấm, Hà Phương vẫn giữ được hạnh phúc êm ấm với người chồng quyền lực. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đám đông và hạn chế chụp ảnh chung, song nữ ca sĩ thừa nhận ông xã là người rất chu đáo, thương yêu vợ con hết lòng. Những ngày không bận rộn công việc, doanh nhân Chính Chu đều ở nhà để chơi với hai cô con gái và cùng vợ nấu nướng, xem phim. Đặc biệt, Hà Phương rất được chồng ủng hộ việc tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật ở cả thị trường trong nước, nước ngoài. Trong những dịp lễ Tết, anh còn tạo mọi điều kiện tốt nhất để vợ có thể về nước gần gũi bên gia đình và thực hiện những buổi từ thiện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Rất ít người biết rằng, đằng sau cuộc hôn nhân trọn vẹn này còn rất nhiều những câu chuyện thú vị. Chính Chu sinh sống ở Mỹ lâu năm nên tiếp cận phần lớn với âm nhạc nước ngoài và không hề hay biết về sự nổi tiếng của ba chị em Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết. Thời trẻ, anh từng tìm hiểu nhiều hoa hậu xinh đẹp nhưng được bố mẹ khuyên nên làm quen với một cô gái thuần Việt. Hà Phương lúc này đang là ca sĩ có tiếng của dòng dân ca quê hương, được rất nhiều khán giả trong nước yêu thích. Trong chuyến lưu diễn định mệnh, chị tặng vé cho diễn viên Trần Bảo Sơn, bảo anh dẫn bạn đi nghe nhạc. Ít ai biết, ban đầu Trần Bảo Sơn dẫn bạn là tỷ phú Chính Chu đến để giới thiệu cho ca sĩ Minh Tuyết, nhưng anh lại nhìn trúng cô gái hiền dịu, xinh đẹp Hà Phương. Sau cuộc gặp đó, Chính Chu chủ động xin số điện thoại và giữ liên lạc với Hà Phương. 3 tháng sau, Hà Phương và Chính Chu chính thức hẹn hò. Trong mắt Chính Chu, Hà Phương rất đặc biệt khi không biết anh là tỷ phú. Thậm chí qua những lần tâm sự, Hà Phương biết được chuyện Chính Chu mới chia tay người yêu cũ. Nhận thấy anh vẫn còn tình cảm với người xưa, Hà Phương còn hồn nhiên khuyên Chính Chu hãy quay lại nếu vẫn tìm được tiếng nói chung. Sau 2 năm yêu nhau, họ làm đám cưới. Trong một chương trình, Chính Chu nói không cưới vì Hà Phương là ca sĩ, chân dài, mà vì cô ấy có tâm hồn đẹp. Vợ chồng Hà Phương sống trong villa rộng 80 hectare. Ngoài biệt thự chính còn có 5-6 gian nhà khác. Mỗi lần tham quan mất một tiếng di chuyển bằng ô tô. Từ khi làm vợ Chính Chu, chị được săn đón, quan tâm như siêu sao. Ca sĩ theo chồng dự những buổi tiệc xa hoa, gặp gỡ nhiều doanh nhân, nghệ sĩ hạng A của Hollywood. Khi làm sản phẩm, Hà Phương chưa từng phải chứng minh bản thân trước các đối tác người Mỹ nhờ nền tảng vợ tỷ phú. Cuộc sống xa hoa của gia đình tỷ phú đô la trên đất Mỹ. Gia đình Chính Chu có máy bay riêng từ năm 2012 và thường xuyên di chuyển đi du lịch nhiều nơi với gia đình bạn bè. Ông và vợ cũng từng sử dụng nó trong lần về Việt Nam vào năm 2017 sau kỳ nghỉ mát tại Dubai. Tỷ phú này đáp chuyến bay về Việt Nam trên chiếc phi cơ mới, máy bay mang số hiệu 909AD, trong đó AD là viết tắt của Angelina và Diana, tên hai con gái của vợ chồng ông. Hoành tráng là vậy, nhưng phi cơ riêng chỉ là phần nhỏ trong khối tài sản của gia đình tài phiệt này. Đam mê tốc độ nên tỷ phú Chính Chu rất mê loạt phim Fast and Furious. Chính vì vậy, với mỗi chiếc xe được sản xuất riêng cho bộ phim, mà cụ thể là cho nam diễn viên chính Vin Diesel lái, Chính Chu đều đặt thêm cho mình một chiếc. Những chiếc xe này là các phiên bản giới hạn, chỉ duy nhất có Chính Chu và Vin Diesel sở hữu. Điển hình là chiếc xe trong Fast X, phần phim mới nhất của thương hiệu này. Ngoài ra, ông còn có cả bộ sưu tập 200 chiếc xe đua đắt đỏ như McLaren 720 7 tỷ và Bentley Cooper 20 tỷ. Hầu như gia đình ông chưa bao giờ xuất hiện trong những chiếc xe trùng nhau. Không chỉ vậy, vị tỷ phú này nổi tiếng là người rất yêu vợ và không tiếc tiền đầu tư cho vợ cả trong sự nghiệp đam mê lẫn trong cuộc sống đời thường. Ông sẵn sàng đầu tư cho vợ số tiền lớn để thực hiện bộ phim Forbidden Love theo tiêu chuẩn Hollywood khi Hà Phương bày tỏ mong muốn được làm nghệ thuật. Hà Phương từng thú nhận, với ông xã cô không vòi quà, hạn chế hỏi chồng đi đâu, làm gì và không xâm phạm không gian riêng tư của anh. Đối với gia đình chồng, luôn làm tròn vai trò con dâu, chủ động làm cầu nối giữa chồng và gia đình anh. Có lẽ chính vì vậy, Chính Chu càng yêu chiều cô hơn. Ông luôn chủ động mua hàng hiệu, nữ trang chất kín phòng mà không để cô mở lời. Trang phục của nữ ca sĩ này có thể lên đến 1,2 tỷ đồng cho một bộ trang sức ngọc trai đi cùng đồng hồ Chanel và giày Fendi. Ông cũng từng tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương siêu hiếm trị giá lên tới 1 triệu đô, tương đương với 24 tỷ đồng, cả thế giới chỉ có 2 chiếc. Món quà đắt tiền nhất tỷ phú từng chiều chuộng tặng vợ là một nhà hát khi biết Hà Phương đang học hát opera. Theo Hà Phương, Chính Chu cái gì cũng tốt trừ quá nóng tính. Sống với nhau hơn 20 năm, nữ ca sĩ luôn biết cách làm dịu tính cách của chồng. Thực hư về tin đồn ly hôn. Sống với tỷ phú, Hà Phương đã quá quen với những tin đồn. Cô nói, khi ở nhà, tôi bị nói vô dụng, ăn bám chồng. Khi tôi trở lại nghề, họ đồn vợ chồng tôi ly hôn. Nếu tôi đi hát phòng trà, họ bảo tôi bị chồng bỏ nên về Việt Nam nhặt bạc cắc.
sau vô số tin đồn, ca sĩ chọn cách im lặng, dửng dưng. Cuối tháng 5 2023 vừa qua, bài báo đưa tin về tranh chấp pháp lý giữa người mẫu Simona Andrejic và tỷ phú Chính Chu xuất bản tháng 8 năm 2019 của tờ The Daily Mail Anh được chia sẻ lại, gây xôn xao trên mạng xã hội. Trong bài báo, tác giả Birdie Pearson-John nhắc đến ca sĩ Hà Phương là vợ cũ trong mô tả về lý lịch của Chính Chu. Cụ thể, bài báo viết, Hà Phương, vợ cũ của tỷ phú, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ca khúc Hoa cau vườn chờ của cô từng được phát trong giờ giải lao tại World Cup 1994. Ngoài ra, tác giả này còn viết, ông Chu, người bố đơn thân của hai con, hiện được cho là đang hẹn hò với một nữ người mẫu Nga. Trước tin đồn thất thiệt, ca sĩ Hà Phương ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, đồng thời quay video chia sẻ chính thức của cô về hôn nhân viên mãn với tỷ phú sau những tin đồn. Cái tầm trong việc dạy con. Hơn 20 năm xây dựng tổ ấm, Hà Phương vẫn giữ được hạnh phúc êm ấm với người chồng quyền lực. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước đám đông và hạn chế chụp ảnh chung, song nữ ca sĩ thừa nhận ông sẽ là người rất chu đáo, thương yêu vợ con hết lòng. Những ngày không bận rộn công việc, doanh nhân Chính Chu và vợ đều vào bếp nấu ăn cho các con, dù không thiếu đầu bếp riêng để tạo không khí gia đình. Hà Phương từng chia sẻ, chồng cô hết mực yêu thương, quan tâm hai bé đến mức đôi khi cô phát ghen tị. Vị tỷ phú này khá kiên nhẫn khi trò chuyện với các con. Dù công việc bận rộn, nhưng ông luôn cố gắng sắp xếp để mỗi ngày được ăn cùng con, trả lời từng câu hỏi Diana và Angelina đặt ra. Tuy yêu thương các con, nhưng ông cũng rất nghiêm khắc, không chiều theo mọi sở thích của con. Chồng tôi lý trí hơn vợ nhiều. Anh ấy luôn coi trọng giáo dục con cái lễ phép, tự lập, như ngồi vào bàn phải biết mời người lớn, tự giác ăn, ngủ, học bài đúng giờ. Anh ấy hay bảo tôi rằng, em thương con nhưng có theo con cạnh suốt đời được không? Em có muốn các con ra đời không được ai mến không? Hà Phương từng chia sẻ. Chính vì vậy, từ khi còn nhỏ, Diana và Angelina đã luôn ý thức rõ những việc cần làm, không nhõng nhẽo. Bên cạnh đó, vị tỷ phú nổi tiếng cũng luôn dạy con phải biết chia sẻ với mọi người. Hai vợ chồng tỷ phú Chính Chu, ca sĩ Hà Phương thường xuyên làm từ thiện và cũng hay đưa con đi làm từ thiện cùng. Nhìn thấy những hành động của bố mẹ, Diana và Angelina được bồi dưỡng dần dần lòng nhân ái, biết cảm thông với các mảnh đời xung quanh. Được biết, tỷ phú Chính Chu không ép con sau này phải tiếp nối sự nghiệp, kinh doanh giống bố. Cả ông và vợ đều muốn các con có thể làm bất cứ công việc gì có ích và cảm thấy tự tin, vui vẻ. Nhờ nền tảng gia đình. Nhờ những trải nghiệm vất vả khó khăn, bôn ba thủa còn thơ bên Mỹ cùng những thành công của ngày hôm nay, ông cho mình là người may mắn và ông không quên những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn xung quanh mình. Gia đình ông hiện có hai quỹ từ thiện Vietnam Relief Effort và Hà Phương Foundation. Quỹ Vietnam Relief Effort do ông và một người chị tên Katie Chu lập nên. Từ ngày thành lập đến nay, quỹ chuyên xây trường, cấp học bổng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em nghèo ở nông thôn Việt Nam. Quỹ từ thiện thứ hai do vợ ông thành lập. Vợ ông nói, quỹ này nhằm giúp những người nghèo khổ, người có năng khiếu nghệ thuật nhưng không có cơ hội và điều kiện tài chính để thực hiện ước mơ của họ. Chính Chu cũng thường xuyên cùng vợ tổ chức và điều hành các hoạt động từ thiện. Ông cùng chị gái đã xây dựng nên Vietnam Relief Effort, một tổ chức phi lợi nhuận, tài trợ cho các hoạt động xây trường, chăm sóc sức khỏe cho những người thương binh và đào tạo y bác sĩ ở Việt Nam. Nói về vợ của mình, Chính Chu cho biết, ông gặp Hà Phương khi vốn tiếng Việt của ông rất tệ, nên không thể hiểu được những gì cô ấy hát. Không phải vì yêu tiếng hát, mà chính phẩm chất luôn giúp đỡ và chia sẻ với người khác của chị đã khiến ông rung động. Làm việc và giúp đỡ người khác, đó là niềm đam mê và điểm chung khiến chúng tôi gặp nhau, ông nói. Khi nhận xét về người Việt Nam, ông cho biết, người Việt Nam có ba đức tính đáng quý, chăm chỉ, nỗ lực và hy sinh. Đó là ba đức tính đã giúp tôi có được thành công ngày hôm nay, ông kết luận. Đối với Chính Chu, sự thành công của thế hệ trước quan trọng hơn sự thành công của thế hệ ông. Họ đã mở cánh cửa để con đường đến thành công của ông được dễ dàng hơn. Ông nói rằng chính gia đình là nền tảng giúp ông đạt được thành công như hôm nay. Chúng tôi phải cảm ơn thế hệ đi trước, là cha, là mẹ tôi, đã vô cùng nỗ lực trên xứ người để thành công. Thành công của họ quan trọng hơn thành công của tôi, bởi họ mở ra con đường cho tôi, thế hệ sau dễ dàng hơn để bước tới, ông Chính Chu bày tỏ. Cuộc đời cậu bé Việt ở Đợ hóa ông vua ngành nêu trên đất Mỹ. Từ một người dân nhập cư với hai bàn tay trắng, một người Việt đã xây dựng Regal Nails trở thành một đế chế nêu lớn nhất tại Mỹ với hơn 1.000 tiệm nêu, cùng doanh thu lên tới 500 triệu đô mỗi năm, ghi danh tên mình vào danh sách các tỷ phú người Việt giàu nhất nước Mỹ. Cho đến nay,
hầu hết các cửa hiệu của ông đều có mặt trong siêu thị lớn hàng đầu nước Mỹ là Walmart. Thế nhưng, trước khi trở thành ông vua ngành nail, hành trình của cậu bé nghèo không một xu dính túi, trải qua nhiều cay đắng và tự mày mò học hỏi này lại chẳng dễ dàng gì. Ngay sau đây, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá câu chuyện thành công của người được mệnh danh là ông vua ngành nail này nhé, thưa quý vị. Tuổi thơ giông bão và hành trình mưu sinh trên đất Mỹ. Charlie Tôn Quý, tên Việt Nam là Tôn Thất Hương Quý, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1970, là một người con của đất biển Quy Nhơn, Bình Định. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh bình thường, cha làm quân nhân, còn mẹ thì buôn bán tự do. Tôn Quý là con trai thứ hai trong một gia đình có 4 anh em trai. Năm 1981, khi đó Charlie Tôn Quý 14 tuổi. Sau khi học xong lớp 8, anh quyết định vượt biên sang Mỹ định cư. Trước khi đến được Mỹ, anh đã sống tị nạn hơn 9 tháng trên hòn đảo Palawan của Philippines. Sau khi đến Mỹ, anh đến bang New Orleans để sống cùng anh trai và một số họ hàng khác, rồi tiếp tục chương trình học trung học tại trường West Jefferson, New Orleans, Louisiana. Xứ sở cờ hoa lúc ấy với Charlie Tôn Quý cũng như một thiên đường. Thế nhưng khi sang tới nơi mới biết đời thật không như là mơ. Không có chăn ấm đệm êm, không có cuộc sống sung túc, mà thay vào đó chỉ có hai bàn tay trắng, nên cuộc sống của Charlie Tôn Quý vô cùng vất vả. Sau một thời gian ở nhờ, ông đã quyết định bỏ nhà đi bụi, phải làm thuê đủ thứ việc để sống qua ngày. Từ nhặt đầu tôm thuê ở chợ, lau chùi ở tiệm bia, ngủ dưới bàn bia, ở nhờ nhà bạn, sau này đi quét dọn nhà cửa và dạy học cho con của chủ nhà. Nhiều người vẫn tưởng sang Mỹ là đổi đời, điều này chỉ đúng một phần. Để thành công tại một đất nước phát triển là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi phải nỗ lực và chịu khó rất nhiều. Dù nghèo khó nhưng Tôn Quý vẫn chăm chỉ theo đuổi con đường học vấn. Ông xin học tại các trường công để giảm thiểu áp lực về học phí và rất cố gắng để hoàn thành chương trình trung học của mình. Từ nhỏ mẹ mình đã huấn luyện mình sáng học chiều học, nên dù có cực khổ đến đâu, mình vẫn cố học xong trung học rồi lên đại học. Charlie Tôn Quý kể lại khoảng thời gian vừa sang Mỹ của mình. Chính cuộc hành trình cơ cực tuổi ấu thơ đã khắc sâu trong tâm hồn ông và trở thành động lực cho những bước đường của ông sau này. Cơ duyên với nghề nail. Đến năm 18 tuổi, chàng trai trẻ háo hức đăng ký chuyên ngành không gian vũ trụ ở Đại học Louisiana, nhưng vì trường không có khoa này nên đành phải chuyển sang học ngành kỹ sư hóa học. Ông Quý không thể ngờ rằng nhờ sự đưa đẩy của tạo hóa đó đã mở ra cho mình cơ hội trở thành một ông chủ lớn nhiều năm về sau. Trong thời gian học, ông từng đắm mình liên tục suốt 5 năm trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu về ong mật cho các công ty tại Mỹ. Năm 1995, Charlie Tôn Quý tốt nghiệp kỹ sư hóa tại Đại học bang Louisiana với điểm cao. Nhưng do đúng thời điểm nền kinh tế Mỹ suy thoái nên ông đã bị thất nghiệp. Điều an ủi lớn nhất với ông khi đó là có người bạn đời bên cạnh. Họ đã kết hôn khi ông còn theo đuổi nghiệp học hành. Vợ ông Lê Phượng là một người đồng hương, bà đã tự mở một tiệm nail nhỏ để mưu sinh. Kể cả khi vào đại học, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh. Đến khi một người bạn Ấn Độ cược với tôi, xem sau khi tốt nghiệp, ai sẽ tìm ra 1 triệu đô trước tiên, thì ý tưởng lập nghiệp mới nhen nhóm trong tôi. Ông Tôn Quý kể lại. Sau khi quan sát và hỗ trợ kinh doanh tiệm nail, sẵn có chuyên môn ngành hóa, ông Quý quyết định đi theo con đường xuất giá tổng thê, mở một công ty chuyên cung ứng các vật liệu cho các tiệm làm móng mang tên Alpha Nail Supply vào tháng 11 năm 1995. Tuy nhiên, với kinh nghiệm hiểu biết về ngành nail gần như bằng không, ông cũng rất vất vả để tự mình học hỏi và bắt đầu kinh doanh với số vốn ít ỏi. Ông phải chạy vạy khắp nơi để vay được 70.000 đô. Số vốn nhỏ nhoi ấy là khởi đầu cho sự nghiệp lẫy lừng của tỷ phú sau này. Ông đã tự mình mày mò mọi thứ, từ tìm nguồn hàng, đặt hàng hóa, thủ tục kinh doanh, phân phối, chào hàng trong suốt thời gian đầu. Chuỗi hệ thống Regal Nail, sự nghiệp hoành tráng của ông vua nghề nail. Trong một lần vào siêu thị Walmart, ông Quý ngạc nhiên nhận thấy ở đây không có một tiệm làm móng nào, chỉ có đúng 2 salon tóc, trong khi 70% khách hàng đến đây đều là phụ nữ, là nơi vô cùng thuận lợi để kinh doanh nail. Cùng lúc đó, Charlie Tôn Quý gặp Bồ Huỳnh, một người gốc Việt khác cũng đang có ý định mở một trung tâm thương mại và nhận ra nó quá phức tạp. Cả hai nhận thấy họ cần một đối tác để cùng nhau thực hiện dự định này. Ông cũng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý, phát triển, tăng trưởng, lên kế hoạch và kiểm soát chất lượng. Ngay lập tức, ông liền đến xin gặp người quản lý Walmart ở khu vực đó để xin thử nghiệm, thuyết phục rằng khách hàng sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu Walmart tích hợp nhiều dịch vụ ở một điểm. Tuy nhiên lần đầu tiên, Walmart đã thẳng thừng từ chối ý tưởng của một thanh niên 27 tuổi vì thấy ông còn quá trẻ và càng không nghĩ mô hình này có thể thành công. Ý tưởng một tiệm nail trong Walmart là khái niệm rất xa lạ với những người quản lý vào thời đó. Lần thứ hai,
ông Quý phải chật vật đi tìm một người đóng thế 60 tuổi để giành được sự tin tưởng của đối tác Mỹ nhưng cũng không thành công. Không từ bỏ, trong suốt 2 năm, khi biết có một cửa hàng trong Walmart ngừng kinh doanh, ông Quý chấp lấy cơ hội, kiên trì gặp gỡ các lãnh đạo Walmart cho tới khi họ đồng ý để ông mở cửa hàng thử nghiệm đầu tiên tại Shreveport. Ngày 29 tháng 10 năm 1997, cửa hàng Reganale đầu tiên đã được mở và lập tức thu hút được nhiều khách hàng nữ, tạo tiền đề cho Walmart đồng ý để Tuân Quý mở thêm những cửa hàng khác bên trong siêu thị của họ. Tính từ thời điểm đó, Charlie Tuân Quý đã trở thành người Việt đầu tiên thương thảo thành công với ông lớn chuỗi bán lẻ lớn nhất nước Mỹ Walmart. Khi đó, ông đã phát triển được hệ thống giải quyết việc mua lại địa điểm, thiết kế, nội thất và lắp đặt lại mọi thứ cần thiết để điều hành một chuỗi nhượng quyền. Reganale thì hoạt động theo hình thức nhượng quyền nên đã tạo điều kiện việc làm cho rất nhiều người bạn đồng hương Việt Nam sinh sống trên đất Mỹ có thu nhập ổn định. Mỗi năm mở thêm 100 tiệm trong hệ thống Walmart. Đến hiện nay, sau 27 năm, Reganale đã từng có hơn 1.200 tiệm trải dài khắp nước Mỹ, Canada, Úc và một số nước khác. Nhưng do ông muốn tập trung vào chất lượng, không muốn tập trung vào phát triển nóng nên đã dừng lại ở 1.000 cửa tiệm để dễ quản lý, với 900 tiệm ở Mỹ, 80 tiệm ở Canada và 20 tiệm ở các nước khác. Có thể nói ông có trong tay sự nghiệp nhiều người sinh sống trên đất Mỹ mong muốn, nhưng ông chưa muốn dừng lại khi cho biết sẽ tiếp tục mở rộng ở thị trường Canada và ở Việt Nam. Ông kỳ vọng sẽ chạm mốc 2.000 tiệm nail nhượng quyền dưới thương hiệu Reganale trong tương lai. Từ một người dân nhập cư với hai bàn tay trắng, Charlie đã xây dựng Reganale trở thành một đế chế nail lớn nhất tại Mỹ. Ông nói rằng, trong nhiều thập kỷ, Reganale vẫn luôn đạt mức doanh thu cao ngất ngường. Theo các tạp chí nail, thì Reganale nếu được niêm yết trên sàn chứng khoán, thì cổ phiếu của Reganale sẽ gây được ấn tượng và là một trong những cổ phiếu hot vì doanh thu rất ấn tượng, đặc biệt là không có nợ xấu. Vì là công ty tư nhân nên Reganale không có thông báo số liệu tài chính. Nhưng nếu tính riêng thì mỗi tiệm nail của ông có doanh thu trung bình khoảng 34.000 đô một tháng, theo tạp chí Nails. Theo đó, Reganale của ông Quý sẽ có doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu đô, khoảng 12.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Alfalfa Nail Supply của ông cũng ngày càng lớn mạnh và mở rộng phát triển đầu tư thêm vào máy móc làm bàn, spa, sản xuất hàng nhựa và chế biến một số hóa chất. Thương hiệu Alfalfa Nail Supply tại tiểu bang Louisiana với hơn 9 tòa nhà sản xuất và cung cấp 5.000 loại mặt hàng khác nhau cho hơn 10.000 tiệm nail. Bí quyết thành công của ông vua ngành nail là sự hãnh diện của người Việt trên đất Mỹ với cái tên mỹ miều ông vua ngành nail. Có thể nói Charlie đến với nghề nail cũng là một cái duyên may mắn, nhưng ông cho rằng điều đó không làm nên thành công. Ít người biết rằng trước đó, ông Quý từng phải nếm mùi thất bại khi định đầu tư và phát triển chuỗi cà phê. Năm 2013, Charlie Tuân Quý không hề có ý định nghỉ ngơi khi có được khối tài sản khủng. Nhận thấy cơ hội tiềm năng của thị trường cà phê, ông quyết định mạo hiểm. Ý tưởng mở quán cà phê có hồ cá bao quanh khiến nhiều người tò mò, và cái tên Charlie's Coffee chính thức ra đời. Tuy nhiên, đến hiện nay, nó chỉ dừng lại ở thú vui khi chỉ có 6 tiệm Charlie Coffee ở nước Mỹ, trong đó có 2 tiệm được mở ngay ở khu mua sắm ở Walmart. Từ đó tôi quyết định không đi lòng vòng nữa, mà chuyên tâm vào ngành nail và làm đẹp. Tôi chỉ chú trọng vào những gì mình có sự đam mê và làm tốt nhất, đó là ngành nail, ông Tôn Quý nói. Có 3 lý do giúp Reganale thành công, ông nói. Thứ nhất là uy tín từ việc được gia nhập Walmart. Cho đến nay, phần lớn các cửa tiệm của công ty đều nằm trong hệ thống Walmart. Tiêu chí Walmart đưa ra rất đơn giản, sạch sẽ, dịch vụ chuyên nghiệp với mức giá tốt cho khách hàng. Người Việt Nam rất khéo tay, siêng năng và chịu khó, tư duy làm dịch vụ rất tốt, nên đây không phải là điều tôi lo lắng nhất. Điều tôi quan tâm nhất là việc giữ vệ sinh và khử trùng cửa tiệm theo tiêu chuẩn của Walmart. Ông Tuân Quý cho biết, Reganale đã chi ra 500.000 đô mỗi năm cho đội ngũ thanh tra để kiểm tra mỗi một tiệm nail 3 tháng một lần và phạt tiệm nào vi phạm các điều khoản về quản lý vệ sinh. Với quy định mới của chính phủ Mỹ, đó là các cửa hiệu làm móng phải được kiểm tra kỹ càng về chất liệu lọ sơn móng và các dụng cụ làm móng. Cho nên, ông Tôn rất nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và quyết tâm mang về cửa hiệu của mình những lọ sơn móng và những dụng cụ làm móng tốt nhất. Thứ hai là giá cả đầu tư và địa điểm luôn hấp dẫn. Điều này có được từ việc hợp tác với Walmart. Các tiệm của Reganale thừa hưởng một lượng khách khổng lồ mà không tốn chi phí tiếp thị, ước tính khoảng 50.000 lượt khách mỗi tuần. Bên cạnh đó, giá thuê mặt bằng của Walmart cũng rẻ hơn, nhất là ở các thị trường có nhu cầu cao như New York, California và Florida. Theo website Franchise, giá mặt bằng của một tiệm Reganale ở Walmart vào khoảng 2.800 đô. Con số này có thể gấp 5 lần ở các khu trung tâm mua sắm. Thứ ba, hệ thống quản lý ổn định
đi kèm nguồn hàng dồi dào chất lượng từ Alfalfa New Supply giúp việc thiết lập cửa tiệm được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Trung bình một cửa tiệm mới thành lập có chi phí khoảng 95.000 đô. Các yếu tố này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người Việt nhập cư trong hơn 20 năm qua. Charlie Tuân Quý nhận thấy rằng ngành làm đẹp chính là một mỏ vàng, giàu tiềm năng khai thác. Chỉ cần bạn đánh đúng tâm lý khách hàng và mang tới cho họ dịch vụ thuyết phục thì chắc chắn làm giàu là chuyện không khó. Ông cho biết hiện nay có rất nhiều khách hàng giàu có của siêu thị Walmart chi hàng đống tiền vào những sản phẩm làm móng của Regal Nails. Hơn nữa, ông còn có kế hoạch muốn mở rộng dịch vụ làm móng hiện tại và các dịch vụ mới như nối mi và tẩy lông. Ông Tuân Quý cho biết, màu sắc là yếu tố tiên quyết trong ngành nail. Công ty hàng năm thường xuyên tung ra thị trường các màu theo xu hướng thời trang tươi tắn. Với kiến thức của mình, ông đã phát triển nhiều dòng nước sơn nổi tiếng như Regal, ANS, QT, Lacy, Beyond. Mới đây, Regal Nails còn đưa ra máy làm nước sơn Remo tại tiệm cho các đối tác nhượng quyền, có thể lựa chọn màu trộn bằng ứng dụng di động để thu hút khách hàng trẻ tuổi. Một phần trong kế hoạch phát triển công ty của ông chính là đào tạo các thợ giỏi từ Việt Nam sang và tạo nhiều cơ hội cho người Việt vì ngành này còn đang thiếu nhiều thợ. Cuộc sống gia đình của Charlie Tuân Quý. Charlie Tuân Quý đang có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và hai cô con gái. Mẹ ông đã 70 tuổi nên chỉ ở Việt Nam, lâu lâu sang thăm con cháu. Còn bố ông đã mất cách đây vài năm. Ngoài chuỗi cửa hàng làm nail, tỷ phú cũng sở hữu một hệ thống nail supply được đánh giá lớn nhất nhì nước Mỹ. Nhờ vậy, Charlie Tuân Quý nhanh chóng trở thành tỷ phú đô la, có cuộc sống giàu sang, tận hưởng những dịch vụ đắt đỏ xa hoa. Thông qua những vlog của Vương Phạm, cuộc sống của tỷ phú phần nào được hé lộ. Charlie Tuân Quý sống ở trong một smart home được điều khiển bằng điện thoại ở khu downtown. Căn nhà cũng có ban công rộng lớn trồng đầy những loại rau gia vị Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng có tàu câu cá riêng với giá 1 triệu đô, trang bị đầy đủ để có thể ăn ngủ, nghỉ ngơi, ở lại. Và vừa rồi là chân dung hai vị tỷ phú quái kiệt mang dòng máu Việt, chịu thương, chịu khó, cần cù lao động, kiên trì bền bỉ, vượt qua mọi hoàn cảnh để vươn tới thành công. Trong phần tiếp theo, hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá chân dung ba vị tỷ phú đô la khác đã làm mưa làm gió trên nước Mỹ. Quý vị có tò mò là ai không? Hãy chờ đón trong video tiếp theo của câu lạc bộ tỷ phú nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!